Sau Hoàng Nhật Viện xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2020. Hiện tại cũng đã cuối năm rồi, còn ít mặt hàng em cũng bán giá hợp lý cho các bác để các bác có nhu cầu các bác sắm cuối năm em cũng đẩy được hàng đi. Ở trên clip các bác là một cái con máy rửa bát Nationa 60RS6. 60RS6 các nhá. Con này thì mọi thứ bình thường, mọi hoạt động chức năng ok ngon lành. Hình thức thì nó cũng như hình thôi ạ. Còn cái viền này em phun lại tí nhũ trông cho nó đẹp. Còn mọi thứ thì vẫn nguyên bản, không có gì cả. Kính này vẫn ok, khá là trong, đẹp. Chung là mọi chức năng không có gì khác những con RS6 khác. Lưng tôn thì chỗ nào móc máu thì cũng đã nắn. Bọn này về thì đa số con nào inox thì cũng bị móc, đều phải nắn hết. Dòng này có khử khuẩn bằng tia cực tím thôi nhé. Có khử khuẩn tia cực tím đây này. Đấy, có nhìn này ạ. Duy nhất dòng vip này có khử khuẩn bằng tia cực tím thôi, không có dòng nào có cả. Bằng điều khiển cũng rất là đẹp này. Nói chung là một con máy hình thức bình thường, không có gì nổi trội, cũng không xấu, cũng không đẹp. Đấy. Giá em bán cuối năm thì các bác là 2,9 triệu nha. Nhiều bác cứ thấy bán rẻ này, cứ sợ lỗi lầm này nọ, thực sự rất là chán. Nhiều khi muốn bán rẻ cho các bác một chút, nhưng mà các bác lại bán rẻ, các bác lại không mua, các bác lại sợ này sợ kia, thật sự tâm lý rất buồn cười. Đây, em bán 2,9 triệu, bác nào mua thì mua, còn không mua thì cũng chả sao. Các bác nào cảm thấy nó hợp với cái sở thích của mình, hợp với cái túi tiền của mình, hợp với mọi thứ của mình thì các bác lấy. Giá 2,9 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Máy hiện tại đang là trong quá trình là khử khuẩn bằng tia cực tím và đang đun nước, cho nên là nó chưa phun. Nội thất thì cũng bình thường. Đây, nước nóng 80 độ C các bác nhé, nghi ngút luôn. Đấy, nhiều bác cứ bảo là máy không rửa 80 độ, máy rửa 80 độ nước luôn đấy ạ. Đấy, chờ một tí nữa cho nó phun. Máy rửa bát bây giờ nói với các bác nó là rẻ bèo. Mua máy Nhật rẻ bèo, vừa bền, bền hơn, nói thật bền hơn các cái máy châu Âu luôn. Vừa bền vừa rẻ, rửa sạch, gọn gàng, tiết kiệm điện nước. Các bác cứ ham máy to, thực ra cái máy to, nhà có giờ Việt Nam mình có 3-4 người, rửa được mấy cái xoong đút vào cổng cảnh mấy cái bát, xếp vào thấy nó trông rỗng nhiều quá, lại tiếc lại chả đi rửa, cuối cùng lại vẫn rửa tay. Trong cái đó cái máy Nhật này nó xếp vào nó vừa phải, nhà từ 6 đến 10 người ăn xếp vào đây vẫn vô tư thoải mái. Có những cái xoong nhỏ xếp vào cũng vô tư, còn các bác nấu ăn xong thì các bác rửa luôn xoong. Đấy, ăn xong mình chỉ có xếp bát và rửa thôi. Máy Nhật này nó rất phù hợp với cái người châu Á của mình. Còn các cái máy bốt viết này nó là máy thuộc dòng người châu Âu. Bản thân các cái giá của nó cũng không có giá để xếp bát. Đấy. Như bọn này xếp bát thứ giá nhất thiết kế đúng kiểu bát luôn. Đấy. Nói chung là mỗi người một sở thích. Em bán máy Nhật thì em lại quảng cáo máy Nhật. Họ bán máy châu, họ quảng cáo máy châu. Đấy, bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác mua. Đây, bắt đầu phun nước các bác nhé. Giá 2,9 triệu thôi. Rẻ hơn cả con RS5. Bán nhanh cuối năm thu hồi vốn ạ. Máy hoạt động bình thường, bảo hành 6 tháng các bác nhé. Các bạn nào thích bảo hành 5 năm, à 3 năm, thêm 500 nghìn là 3 triệu tư bảo hành cho 3 năm. Chẳng phải nghĩ ngợi gì. Giá 3 triệu tư bảo hành 3 năm, giá 2,9 triệu bảo hành 6 tháng. Các bác nào nhu cầu lấy nhé. Cái nó phun rất là khỏe này. Xin chào các bác.